Chào anh em nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với mod kinh dị đây. Và mình cảnh báo trước với anh em là mod này hơi bị kinh đấy. Nên là nếu anh em nào dán thì thôi anh em cứ đi ra chỗ khác nhá. Còn mình thì không sao cả, vì mình là một chàng trai thư giãn. Cây mặt trời nhìn cứ ngầu ngáo kiểu gì anh em ạ. Nó cứ như nó chơi chơi đồ cổ hay sao ấy. Nói chung là mod này cũng chỉ thay đổi ngoại hình thôi, chứ còn cơ chế nó y như bản gốc ấy mà. Đây là con rôm ấy, trông thì cũng kinh phết đấy. Nhưng mà dù có kinh đến mấy thì kết quả cũng vậy thôi. Cái gì đấy? Cherry bomb á? Nhìn trông nó thành cây khác luôn rồi hay sao ấy? Đây rồi, thời khắc đẹp đây rồi. Con cuốn này thực tế phết anh em ạ. Đúng kiểu là sợ mấy bọn zombie này luôn. Sau khi bị ăn nó còn thảm hơn đấy. Không biết rằng đến dạng cuối nó thảm như nào. Ôi, nhìn này nhìn thương thật sự luôn đấy. Nào để cứu không, cứu kịp không? Một tẹo thôi cuốn hút ơi. Anh sắp tiêu diệt nó rồi. Đèn quá, cần sai đam mới đau chứ. Nói chung là mình trồng qua lúc lên cao chủ yếu cho anh em xem các dạng của nó thôi. Chứ bình thường thì mình sẽ trồng sâu sâu hơn tí. Đây là con đu xà không? Lần trước mình có chơi là mình nhớ đây là con đu xà này. Cây mì này nhìn nó vậy thôi, nhưng nó có khả năng xua tan đi bóng tối đấy. Đấy là ánh sáng duy nhất của cái mod này đấy. Chứ mod này chơi toàn trắng đen thôi. Đu xà đây rồi, nhìn trông nghị lực vãi. Nhìn con đu xà ăn mà trông nghị lực quá. Gãy hai tay, mất cả hai chân rồi. Chả còn gì luôn. Rồi, tiếp tục là đến Pi Băng. Pi Băng thì nhìn trông có vẻ là không sợ bố con thằng nào luôn. Không những thế nó còn có khả năng sơn màu cho zombie nữa. Căn bản thì mấy trận này cũng giống bản gốc thôi. Nên là đánh nhanh thằng nhanh nhá. Cây hoàn thịt để trông còn hơn cả zombie ấy chứ. Nhìn kìa, vãi lên luôn. Còn đây là con đội xô nhá anh em. Nhìn thì trang bị đầy đủ đấy, nhưng mà vẫn một cắn là làm thôi. Này anh yêu em muốn uống tà tua. Ok em yêu hà miệng ra. Đấy, buổi sáng chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ đánh nhanh sang buổi tối anh em nhá. Rồi, đến với buổi tối thì chúng ta có con lấm lùn đấy. Con lấm lùn này thì anh em có thể nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt nó. Và đây là con zombie độc báo. Con này thì mình tưởng nó thay đổi nhiều. Anh thay đổi mỗi cái đầu này. Vui vậy thôi nhưng bố dặn con này. Bố con cả. Mình vừa skip 3-4 màn gì đấy thì thấy một cái cây ảo ma Canada vãi. Đây này, đây con, nó có phải là cái cây không? Hình như nó cây ăn mộ đúng không? Ui, đúng rồi này. Ôi ôi, quả ngoại hình chiến đét mà mỗi tội nó ăn mộ ạ. Trông có vẻ hơi lỏ. Món này thì anh em thấy rồi đấy. Cây nó không sợ zombie thì toàn là đột biến quái vật thôi. Nên là mình mong là cây lấm thôi miên của mình nó trông kiểu nó ra hình cây lấm tí. Sắp đến rồi anh em ạ. Nó quá. Nấm ở mod này thì sợ lắm. Làm ơn đây. Nấm ở mod này. Làm ơn. Mod này 10 điểm, chắc chắn 10 điểm. Làm cây lấm ở mod kinh dị như thế này quá đỉnh rồi. Nói chung là ông chủ mod có tấm phết. Đây là con bóng bầu dục này. Trông mình cũng hàm hố phết đấy. Nhưng mà cũng không qua được ải mỹ nhân đâu. Ui trời ơi. Xin mày đấy, tha cho tao đi. Rồi anh em ạ, sợ vãi luôn. Ê, dạo này ám ảnh bài này quá. Cứ thấy nhạc là bài này nó nổi lên thôi. Mà hình như con Michael đấy cũng có thể phát sáng được. Ui, thuy toang rồi. Đóng băng rồi mà vẫn phát ra nhạc này. Thì đây mình sẽ test luôn sức mạnh của nguyên tử nhá. Anh em
Rồi thì mình vừa skip mấy màn đầu bể bơi, nó không có gì mới. Thì đây anh em thấy con thợ lặn chưa? Ô cái gì đây? Cây gì đây? Thế luôn, nếu nó không sắp xếp theo thứ tự chắc mình không nhận ra cây gì mất. Đây hình như là cây dưa lê à. Còn đây hình như là cây pipa đầu đúng không? Đúng. Nhìn cây này ai nghĩ là dưa lê. Nhìn trông kìa. Tôi nhìn tôi còn sợ nó hơn cả zombie ấy chứ. Tuy ngoại hình khác một trời một vực nhưng mà kỹ năng nó vẫn thế nhá. Mình cứ tưởng là nó sẽ đổi hiệu các thứ. Con pi ba đầu cứ giống giống cái gì nhỉ? À đúng rồi, giống chùm nho anh em ạ. Con cái nào bây giờ nó mất luôn cái mắt rồi. Đây rồi, con thợ lặn đây rồi. Trông cứ như thiếu ngủ ấy. Nhìn kìa, mặt nó đen ngòm ta. Chắc là thiếu ngủ lắm đây. Thôi đừng có cố quá anh ơi, em khoác cho anh ngủ luôn đây. Mình vừa mới skip vài màn thì anh ở gặp cây ớt nó như này. Nhìn kinh vãi. Cháy thế mà không phát sáng thì chịu rồi. Ớt này không phải phan anh rách rồi. Gì ơi, con gì đấy? Ủa vậy? Con xe tuyết đấy à? Ôi, con xe tuyết nó ra con gì đấy này? Bay màu ngay anh em ạ. Đứng trước họng súng thì chúng sinh bình đẳng thôi. Tưởng hơn chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của em. Thật ốc tròn lớn mót này nhìn trông bướng phết nhỉ. Nhìn được đấy, dám đối đầu với bọn zombie ạ. Cái gì đấy? Ôi vãi. Vãi lên cây gốc cây lửa bị gì này? Ớt đã ghê rồi, gốc cây lửa ghê hơn ạ. Nhìn này sợ vãi. Giờ đến con cá heo kìa. Ôi cái gì đấy? Ôi vãi. Con này mình đoán chắc là dị nhất rồi. Ai cưỡi cái heo nó còn ngược cả đầu luôn thế này, đỡ nào được. Thế là xong màn bể bơi rồi. Mình đánh giá màn bể bơi khá là kinh dị đấy. Nói chung là kinh dị nhất trong 3 màn vừa rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến thẳng màn sương mù, em có gì mới không nhá. Sang em màn sương mù rồi, thì mình cũng khá thắc mắc xem cái đèn lồng mình có thể phát sáng được không. Enough. Nhưng mà có lẽ là không rồi. How the hell would you know what enough is? Cái đèn lồng ở mod này nó đúng hơn là xua tan sương mù thôi, chứ nó không thể đem lại màu sắc cho thế giới này được. Đây là con hề anh em nhá, nhìn trông cười tươi lắm. Ủa tươi quá. Kể cả sau này bố chết, bố vẫn cười. Thế mọi người có biết tôi cười thế nào không? Tôi cười thế này này. Con hề này thì cũng thay đổi mất cái đầu thôi, nhưng mà nói chung là điệu cười của nó đỉnh thật. Gì đây, bóng bay đấy á. Ui, tư thế gì đấy, quen lắm. Xin lỗi nhẹ Amanai. Hiện tại tôi không phải đang tức giận vì cô đâu. Này thì bóng với chả bay này, nói chung là vẫn một nổ thôi. Nhưng mà nhìn trông kinh đấy, ra dáng móc kinh dị đấy. Mất bóng bay cả đầu luôn này. Thế mà nó vẫn đi được, giỏi thật. Đây là con nấm mực này, nhưng mà nhìn trông nó thảm quá. Nhìn cứ như vừa bị đánh xong ấy. Còn đây là con mèo á, tôi nhìn trông kìa. Nó chẳng có liên quan gì luôn đấy. Đây là khúc xương mà, vãi lìn. Và cuối cùng là con thợ mỏ. Con này thì giống cái bù nhìn rơm phết. Nhìn trông cũng ra gì phết đấy. Nhưng mà căn bản thì vẫn không đáng sợ con bóng bay. Ở map này con bóng bay đánh giá top 1 nhá. Còn về cây thì chắc anh em biết rồi. Mình khá buồn về ngoại hình của cây mèo này. Rõ ràng là nó phải như thế này chứ. Bây giờ đến map cuối anh em ạ. Map này thì chắc anh em nhìn thấy sự khác biệt rồi. Chậu thì sẽ không có mắt này. Mấy cây bắp cải thì nhìn trông cũng đang sợ hãi. Còn zombie ở màn này có con đu dây thôi. Nhưng mà con đu dây cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ. À thì con đu dây bị chia đôi anh em nhá. Nhưng mà con này vẫn sống thì công nhận nghị lực thật. Còn đây là con cầm thang anh em nhá. Con này thì mình cũng chả biết nó cầm cái gì đây. Gọi là cầm thang ấy chứ.
cái nó cầm thì mình cũng không hiểu luôn. Vậy ảo thật đấy. Đây là con gì đây? Thì ra là con bắn cam ạ. Còn đây là ngoại hình của các cây trên mái nhà anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy cây lâm châm nhá. Đây là cây lâm châm hút tiền đấy. Nhìn trông nó lạ vãi. Đây rồi, đang ra tour đây rồi anh em ạ. Con này thì trông có vẻ hầm hố đấy. Ây à, vỡ đầu luôn rồi. Đấy, con ném con nhỏ ra. Con nhỏ này thì bình thường thôi. Cố lên anh Gang ơi, cố lên. Tôi tin anh sẽ làm được mà. Cố lên anh Gang ơi. Nhưng mà là cố lên ở kiếp sau. Ta đến để khiêu chiến với người đây. Con boss kia. Đuổi chưa, con boss này khác gì boss gốc đâu. Nhưng mà ngoại hình của nó đỉnh thật. Công nhận ông là mod đầu tư ngoại hình vãi. Rồi thì độ khó như này thì anh em cứ thư giãn mà đánh thôi. Ấy à, ném xe à. Nhưng mà không sao cả, vì mình là một anh chàng thư giãn. Thế là xong. Cảm ơn anh em đã xem video nhá. Video mình test đến đây là hết rồi. Sau cái huy chương này trông cũng lỏ lỏ này. Được thôi, xin chào anh em nhá.